Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 10 triệu token Bala nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả mở tên động tác support nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh Chiller rồi follow Twitter nè các bạn. Rồi trên Twitter của Sambala thì các bạn theo dõi nè, rồi các bạn bắt đập rồi nè. Tiếp tục request cho tăng 3 người bạn nhấn vào đầu tiên các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn tôi quyết tăng 3 người bạn vào các bạn, rồi các bạn tôi quyết lại nè, rồi sau đó các bạn bắt đập lên nè, giá này khá là ngon nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tôi Twitter và tôi quyết nè trên Apple. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm bài Bala nha các bạn, và bằng like nè, các bạn tự quyết lên nè các bạn. Sau đó thì các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn join tiếp kênh Chiller nè. Join kênh group nè. Subscribe kênh YouTube nè. Kênh YouTube nè các bạn đăng ký nha các bạn, sau đó bạn bắt đắp lên nè. Join kênh Chiller nè. Các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục join kênh group nè. Hiện tại tôi cần đã lấy trên sàn BankeSwap rồi các bạn. Rồi bấm chat nè. Rồi bấm chọn này drop. Bấm submit đi tên nha các bạn. Bấm done. Rồi tiếp tục các bạn submit đường link và profile tại Twitter mình nè. Rồi bạn mở tại Twitter mình ra nhé. Và một hồ sơ nhấp bài cảnh cùng nhấp dấu chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nè. Rồi lại cho bot nè. Rồi sau đó các bạn submit địa chỉ với BNB sẽ match trên Bet20 trên dưới chocolate cho các bạn. Như là chatbot. Rồi sau đó các bạn bấm Done. Submit link request. Để mình coi tờ Twitter bài nào các bạn. Rồi thì các bạn mở tờ Twitter của các bạn ra nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài ai các bạn là tờ tweet nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè, là chatbot. Rồi sau đó bấm vào balance để check số cầm kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 10 triệu token Bala nè. Bạn bấm vào get link lên ghép chia sẻ trong bè cho người thân các bạn. Withdraw. Rồi con này sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.